Sau Tết Nguyên đán thì lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là dịp để du khách lựa chọn cho mình và gia đình một hành trình phù hợp với chuyến du lịch tham quan, khám phá hay nghỉ dưỡng. Và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay rơi vào dịp cuối tuần nên mọi người sẽ có 4 ngày để nghỉ. Chính vì vậy, các tuyến du lịch trong dịp lễ đã bắt đầu chuyển động từ rất sớm. Khi quyết định đi du lịch, bất kể ai cũng sẽ nghĩ ngay đến việc lựa chọn điểm đến, mức giá, thời gian và chương trình linh hoạt phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Bên cạnh các tuyến du lịch truyền thống, nhiều du khách thích trải nghiệm các dạng tour khám phá, tour du lịch kết hợp và tour du lịch kết hợp nghỉ dưỡng. Dựa trên chính nhu cầu của khách du lịch, bộ sản phẩm tour của Vietravel trong dịp lễ năm nay được đánh giá rất đa dạng, phong phú. Điều đó giúp cho du khách dễ dàng lựa chọn cho mình một sản phẩm tour phù hợp nhất. Tôi cũng kỳ vọng năm nay Vietravel sẽ thành công trong dịp 30 tháng 4 bằng những cái sản phẩm mới lạ. Chúng tôi đưa ra khá nhiều những sản phẩm bám theo chủ đề hoa, vì thời điểm tháng 4 là thời điểm hoa anh đào vẫn còn đang nở tại một số nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng đến những cái mùa hoa kế tiếp như là hoa chi anh, hoa tử đằng, và thậm chí là trong nước thì chúng ta cũng có cái mùa tam giác mạch và mùa lúa chín, rồi đây là thời điểm hè. Thì những cái thời điểm đó là thời điểm mà chúng tôi chọn ra để làm tour theo sự kiện, bám theo các cái chủ đề mùa trong năm. Ghi nhận thực tế tại Vietravel, xu hướng năm nay, đa số du khách sẽ tập trung vào các tour ngắn ngày và thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Đối với tour trong nước sẽ là các tour biển đảo kết hợp nghỉ dưỡng. Đặc biệt với chính sách ưu đãi về giá, Vietravel kỳ vọng lượng khách đi tour trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay sẽ đạt khoảng 24.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tỷ lệ đăng ký tour lễ tại Vietravel đã đạt trên 40%, và trong chuỗi sự kiện Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 tới đây, Vietravel cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu hoạt động du lịch lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.